Sáng nay ngày 27 tháng 10, tại khu di tích lịch sử Cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chương trình ra mắt công trình số hóa khu di tích lịch sử Cách mạng Yên Trường. Nhằm thể hiện sự trân trọng tôn vinh công lao to lớn của những bậc cách mạng tiền bối, những chiến sĩ cộng sản trung kiên của Đảng bộ tỉnh, đồng thời ứng dụng chuyển đổi số vào giáo dục đoàn viên thanh niên về truyền thống anh hùng và cách mạng của quê hương, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai xây dựng công trình thanh niên cấp tỉnh số hóa thông tin khu di tích lịch sử Cách mạng Yên Trường tại xã Thọ Lập huyện Thọ Xuân. Sau một thời gian tích cực triển khai đến nay, công trình đã hoàn thiện với hình thức trực tuyến và ứng dụng công nghệ thực tế ảo. Công trình giúp thanh thiếu niên, người dân dễ dàng tìm hiểu vị trí địa lý và các thông tin, sự kiện, dữ liệu về khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường một cách trực quan, sinh động, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống anh hùng và cách mạng của quê hương. Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường là địa danh gắn liền với sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng của Đảng Bộ tỉnh Thanh Hóa. Đây là nơi diễn ra hội nghị thành lập Đảng Bộ tỉnh vào ngày 29 tháng 7 năm 1930 trên cơ sở hợp nhất ba chi bộ cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh, gồm chi bộ Hàm Hạ, Đông Sơn, chi bộ Phúc Lộc, Thiệu Hóa và chi bộ Yên Trường, Thọ Xuân.